Chúng tôi đời này phải diễn ly thân trong tam giới. Chúng ta hiện tại biết rồi, chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ là được rồi, một câu A-di-đà Phật, ngoài ra không cần gì nữa, thứ gì cũng buông bỏ hết. Học Đại sư Liên Trì Tam Tạng 12 bộ kinh để cho người khác ngộ, 8 vạn 4 ngàn tế hạnh để cho người khác hành. Tôi chỉ một bộ kinh A-di-đà, một câu A-di-đà Phật là Đại sư Liên Trì. Đây gọi là ly sanh pháp. Chúng ta phải hiểu được những của cải hiện tiền có được, những đồng tu tại gia có sản nghiệp, bất luận là nhiều hay ít, bản thân quý vị phải hiểu được, sanh không đem đến, chết không mang theo. Có được là gì? Quý vị có phước báo. Phước báo quý vị muốn có được, phước báo này càng tích lũy càng lớn. Phước báo đó tặng cho người không có phước báo đi hưởng, chăm sóc người khác. Phước báo mọi người hưởng, không nên hưởng một mình. Mọi người hưởng, phước báo này của quý vị sẽ vô cùng lớn. Đời sau càng lớn hơn đời trước, lớn đến nỗi thế gian này không dung được, liền đưa quý vị sanh lên cõi trời, hưởng thiên phước. Đại Phạm Thiên Dương, nếu như phước báo lớn hơn Đại Phạm Thiên Dương nữa, lại đưa quý vị lên trên nữa, đưa lên đến Ma Hê Thủ La Thiên Dương. Quý vị từng bước lên cao. Ma Hê Thủ La Thiên Dương, nếu như đem phước báo của họ tất cả đều bỏ hết, họ liền than Phật. Điều này cần phải có trí tuệ. Người không có trí tuệ họ không nghĩ đến được, người không có trí tuệ cũng không làm được. Thật sự sau khi hiểu rõ ràng rồi, nhất định phải buông bỏ. Trong kinh Phật thường gọi nhị túc tôn. Túc là mạng túc, viên mạng. Nhị là gì? Một là phước báo viên mạng, thứ hai là trí tuệ viên mạng. Chúng ta quy Phật nhị túc tôn. Trong viên mãn phước báo và trí tuệ, Phật là vị xếp số một, không thể nào so sánh được với Phật. Phước báo của Phật hoàn toàn là để cho mọi người hưởng, bản thân Ngài không hưởng, cho nên phước báo của Ngài không ai có thể sánh được.